Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Lâm Khánh Chi gây hoang mang khi chia sẻ hình ảnh ông xã phải nhập viện. Khoảnh khắc Lâm Khánh Chi chăm sóc chồng trong bệnh viện khiến fan lo lắng cho tình hình sức khỏe của ông xã Phi Hùng. Lâm Khánh Chi và chồng trẻ lần đầu tiên hé lộ đời sống vợ chồng sau hôn nhân. Mới đây trên trang cá nhân, ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi thông tin ông xã Phi Hùng phải nhập viện để chờ phẫu thuật. Cô lo lắng viết như sau: đưa ông xã yêu đi mổ, hồi hộp lo lắng, sáng giờ chưa ăn gì hết mà cũng không đói bụng luôn, uống một ly sữa thôi. Bài đăng của giọng ca Sầu Thiên Thu nhanh chóng nhận được sự chú ý của đông đảo bạn bè, người hâm mộ. Phần lớn đều bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của ông xã Lâm Khánh Chi. Cố gắng lên anh ơi, anh Phi Hùng bị gì mà phải phẫu thuật vậy chị? Chúc ông xã chị mau khỏe là những lời hỏi han động viên của khán giả. Hiện tại nữ hoàng chuyển giới Lâm Khánh Chi vẫn chưa rõ ông xã của người đẹp chuyển giới này nhập viện phẫu thuật, càng khiến fan thêm lo lắng. Sau gần 2 năm chung sống, Lâm Khánh Chi và ông xã kém 8 tuổi Trần Phi Hùng là cặp đôi nhận được nhiều sự yêu mến, ủng hộ từ phía người hâm mộ trên trang xã hội. Nữ ca sĩ chuyển giới và ông xã từng không ít lần khiến dân tình ghen tị, ngưỡng mộ khi thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào và truyền cảm hứng cho những người chuyển giới tin vào hạnh phúc. Tuy nhiên, vào đầu tháng 5 2020, vợ chồng cô từng vướng tin đồn đường ai lấy đi khiến dân tình chú ý. Cụ thể, nữ ca sĩ đã dọn về nhà ba mẹ ruột ở quận 9, trong khi ông xã của cô vẫn đang ở căn hộ ở quận 4. Tiết lộ về lý do về nhà bố đẻ, giọng ca "Em chỉ là một cô gái" chia sẻ rằng hiện tại đang quá mệt và cần được nghỉ ngơi. Về phía ông xã Lâm Khánh Chi, anh vẫn chia sẻ những ngày tình tứ hạnh phúc của hai vợ chồng trước khi ồn ào lồ ra. Sau tất cả sóng gió, mâu thuẫn giữa Lâm Khánh Chi và ông xã Phi Hùng đã được hóa giải. Hiện nữ ca sĩ đã về nhà cùng chồng. Cô cũng tiết lộ thêm thời gian sắp tới sẽ tiếp tục sinh thêm con thứ hai nhờ phương pháp mang thai hộ. Trước đó, nữ ca sĩ và chồng đã chào đón con trai đầu lòng bằng phương pháp này tại Thái Lan. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.